Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sạch Đồ Xì. Quý vị và các bạn thân mến, hôm trước thì Sạch Đồ Xì có đi gặp bác sĩ để tư vấn một chút về cái da mặt của mình ấy, thì bác sĩ có một lời khuyên duy nhất thôi: cái mùa này hãy uống thật nhiều nước vào. Và đấy cũng là một lời khuyên mà Sạch Đồ Xì gửi đến tất cả quý vị. Trời nắng nóng như này chúng ta phải uống thật nhiều nước, không phải là nước giải khát hay không phải cà phê hay không phải là cái gì cả. Chúng ta hãy bổ sung thật nhiều nước lọc vào trong người mình để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh nhá. Dù ở bất cứ lứa tuổi nào thì hãy tích cực uống nhiều nước vào quý vị ạ. Hãy tích cực uống nhiều nước và rủ những người thân của mình là nếu không làm thì chúng ta hãy uống thêm nhiều nước vào. Chúc quý vị là sẽ có một ngày làm việc là thật nhiều năng lượng và chúc quý vị là sẽ đạt được những điều mình mong muốn hoàn thành trong ngày hôm nay nhá. Hôm nay thì Sạch Đồ Xì lên cho quý vị là một vài những cái mẫu áo, bao gồm cả áo phông, bao gồm cả polo và cả một vài những cái mẫu áo sơ mi khác nhau, và đều là những món hàng trong cái lô VIP của Sạch Đồ Xì. Nói thì có vẻ là cao to búa lớn rồi, chứ thực ra thì chúng ta giá cũng rất là rẻ tùy từng món hàng nhé. Rất là lâu rồi Sạch Đồ Xì mới bắt đầu quay trở lại làm từng món hàng kiểu như này. Chúng ta hãy cùng mong chờ xem là ngày hôm nay chúng ta có những sản phẩm gì nhá. Nhưng mà trước hết thì Sạch Đồ Xì quảng cáo một chút nhé. Sạch Đồ Xì là một shop đồ xì hạng hiệu chuyên các món hàng thùng tuyển gì cho năm. Sạch Đồ Xì cam kết rằng những sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng và bản thân mình là một người bán hàng. Sạch Đồ Xì trung thực với những sản phẩm mình có. Nói chung là hàng có sao thì gửi cho quý vị là y như vậy nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau đến xem là hôm nay có những sản phẩm gì nhá. Đầu tiên thì mọi người để ý rằng là bên cạnh Sạch Đồ Xì đây có một cái bảng thông tin, và trên cái bảng thông tin này có những cái thông tin cần thiết cho quý vị để chúng ta có thể lựa được một chiếc áo hợp lý với chính bản thân mình và cũng sẽ hợp lý với chính cái giá tiền. Cái chữ giá màu đỏ bên này chính là giá tiền nhá, và trong cái mức giá tiền thì bao gồm phí ship. Nói chung là Sạch Đồ Xì free ship sản phẩm, tất cả sản phẩm của mình nhá. Quý vị nào chúng ta đã nghe rất nhiều từ Sạch Đồ Xì thì chúng ta vui lòng bỏ qua cái đoạn này nhá. Chúng ta sẽ đến sản phẩm đầu tiên là có một con của bếp này. Con bếp này thì với những quý vị nào chúng ta chưa biết thì Sạch Đồ Xì nghĩ rằng là quý vị chúng ta có thể search chữ 3P này ở trên APE này ở trên website thì mọi người sẽ thấy rằng những món hàng của bếp rất là đắt đỏ. Con này thì hôm trước Sạch Đồ Xì cũng đã lên clip một lần rồi. Hôm trước thì Sạch Đồ Xì đã lên clip một lần rồi nhưng mà quý vị này chúng ta không vừa nên là đã giả lại hàng, và Sạch Đồ Xì lại tiếp tục lên tiếp cho mọi người một con áo quá đẹp của bếp luôn. Con này thì quý vị nào chúng ta mặc vào thì quá là ok, quá là hợp lý luôn ạ. Chiếc này thì chúng ta sẽ có thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã V21, chúng ta có chiếc này size L. Chiều dài của chiếc này là 74, ngang là 53 và vai chiếc này 45. Quý vị nào chúng ta khoảng 70kg sẽ mặc vừa cái mẫu này nhé. Khoảng 70kg quý vị sẽ mặc rất là đẹp với cái mẫu này. Đây, một cái sản phẩm mà Sạch Đồ Xì cũng rất là ưng với cái dòng bếp này. Và chúng ta sẽ còn một cái sản phẩm của dòng bếp nữa trong clip ngày hôm nay, cùng nhau đón chờ nhá. Con này khoảng 70kg quý vị sẽ mặc đẹp con này nhá. Quanh 70kg thì lựa con này đây cho Sạch Đồ Xì. Tiếp theo cũng là một cái mẫu khác nhưng mà polo khác, nhưng mà con này là của Lacoste. Con này là của Izo nhá, bọn Izo Lacoste nhá. Thì Sạch Đồ Xì đây chỉ gửi cho mọi người một con kiểu như thế này để cho quý vị chúng ta lựa. Con này thì họ làm thiết kế theo kiểu rằng là hai tà, một tà trước và một tà sau cái này nhá. Quý vị nào chúng ta thích cái mẫu này thì chúng ta chốt đơn với Sạch Đồ Xì qua Zalo 0337077398, chính là cái số Sạch Đồ Xì để trên này. Mọi người chốt đơn qua trên này nhá. Con này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã V22. Đây là một chiếc áo size L châu Á. Chiều dài chiếc này nó là 70 với cái tà trước này, 75 đến cái tà sau này. Ngang chiếc này 51 và vai chiếc này là 45. Con này thì quý vị nào chúng ta trong khoảng là 65 cho đến là 6 cho đến khoảng 70kg thì sẽ mặc vừa nhé. Nói chung là quý vị cứ căn tầm khoảng là 65 cho đến khoảng 68, 69 thì sẽ mặc vừa cái mẫu này. Một trong những cái mẫu rất là đẹp của Lacoste. Thì cái dòng là Izod này họ làm đồ cũng rất là ngon này. Izod Lacoste quý vị nhé, Izod Lacoste nhé. Thực ra là Lacoste thì sẽ có chia một vài cái dòng khác nhau. Thì đây cái dòng Izod. Hôm trước thì có quý vị bảo là ui dồi ôi mấy con Izod mà làm như kiểu là con siêu phẩm lắm. Nhưng mà thực ra là với cảm giác của những người mở kiện thì chúng ta sẽ có nhiều những cảm giác hơn. Kiểu tự dưng mở được con Lacoste ấy, sướng được túi vị. Và con này thì quý vị nào chúng ta khoảng 64 cho đến khoảng 70kg sẽ mặc vừa. Những con này của Izod Lacoste màu cũng rất là đẹp và con này cũng còn rất là mới đó. Tiếp theo có một con phông của Adidas cho quý vị nào chúng ta thích phông Adidas đấy. Con này thì chất cotton
và nói chung là với con không Adidas thì mặc lúc nào cũng sướng luôn. Cái đây là cái logo cũ của Adidas rồi, nhiều vẫn rất là đẹp luôn. Hiện tại thì Adidas đã thay cái logo mới. Nói chung là mỗi một mùa thì sản phẩm thì Adidas lại thay đổi cái logo của mình một lần, coi như là một lần để hồi sinh. Và với chiếc này chúng ta sẽ có mã V23, con này là size M. Chiều dài chiếc này đó là 70, ngang chiếc này là 50 và ngoài là 43. Con này thì quý vị nào chúng ta thích mặc vừa thì trong khoảng là chúng ta thích mặc kiểu nó giống kiểu thanh đồ si này thì chúng ta sẽ trong khoảng là 65. Còn không thì quý vị cứ từ khoảng 65 cho 70kg là mặc đẹp cho sành đồ si nhé. Con này còn quá mới luôn. Con này bác nào chốt được thì chốt nghe sành đồ si nhé. Con này giá là 250k. Quên mất hai con lúc đầu chưa báo giá quý vị ạ. Thì con này là 250k bao gồm phí ship nhé. Tiếp theo sành đồ si có một con của Lacoste nữa đây. Đây có một con Lacoste nữa, con này size 5. Màu con này cũng tương đối là lạ, nó hơi kiểu nó kiểu như thế này. Sành đồ si cũng khó mà tả được, nhờ màu kiểu như thế này. Cho quý vị xem đúng hiện trạng để chúng ta lúc mà lấy hàng về nhìn đỡ bực mình. Tự dưng bảo tôi mua con màu đen mà về ra cái con màu gì thế này. Đó, thì sành đồ si cũng thông báo cho quý vị như vậy. Con này thì chúng ta sẽ là size 5 nhé. Nó tương đương tầm khoảng size L ở Việt Nam. Con này thì chiều dài chiếc này là 70, ngang chiếc này là 52 và ngoài là 50 nhé. Con này giá là 300k. Quý vị nào chúng ta từ khoảng là đẹp nhất là khoảng 65 cho đến 72kg sẽ mặc vừa cái mẫu này nhé. Một cái mẫu mà sành đồ si nghĩ rằng cũng dễ mặc, và đặc biệt đó là một con của Lacoste thì với cái giá này giá phải chăng. Còn quý vị nào chúng ta thích mua hàng mới thì có thể mua trực tiếp tại các store Lacoste tại Việt Nam, cũng có rất là nhiều những người ta rất nhiều cửa hàng Lacoste tại Việt Nam bán những cái sản phẩm mới này, đã giao động mới rơi vào khoảng độ tầm 100 đô trên dưới 100 đô, họ hay ghi là 99 đô ấy, mà chưa bao gồm ship, nó rơi vào khoảng độ tầm 2.3-2.4 gì đấy. Tiếp theo chúng ta có một con của Lacoste này, con là size 95, tầm rơi vào tầm size M. Chiều dài của chiếc này nó là 70 thưa quý vị, chiều dài của chiếc này nó là 70, ngang của chiếc này nó là 44 và chiếc này cũng là 44 luôn. Con này thì quý vị là chúng ta khoảng 65kg sẽ mặc vừa cái mã V25 nhé. Giá con này là 300k. 300k là cho một con Lacoste. Quý vị là chúng ta thích thì lựa con này cũng rất là đẹp luôn. Khoảng 65kg sẽ mặc đẹp con này nhé. Tiếp theo chúng ta có một con của Nike này. Có một con Nike thuộc cái nhánh Dorifit đây. Con này đẹp quá. Con này thì quá mới và quá đẹp luôn. Logo này là logo in quý vị nha, không phải logo thêm. Chúng ta sẽ có con này, đây là mặt đằng sau, còn đây là mặt đằng trước, con này chất thể thao. Con này chúng ta sẽ có ở trên cái cúc áo này có chữ là Nike cùng với chữ Dorific ở trên này này, chứ là chữ Nike. Con này đây là mã V26 nha. Chúng ta có chiếc này size XL, chiều dài 74 này, ngang 56 và chiếc này nó là 44. Con này thì quý vị là chúng ta khoảng quanh 75kg mặc đẹp nhé. Quanh 75kg quý vị mua con này. Có rất nhiều khách tại sành đồ si là toàn mặc cái size này, chắc là sẽ vừa rất là nhiều nên quý vị chúng ta chốt nhanh không phải bị hết. Thì sẽ rất là tiếc với một con Nike đẹp như này. Giá con này là 280k bao gồm phí ship. Có ai có Nike rồi thì phải có Adidas rồi đúng không quý vị, không phải thiếu được có thêm một con Adidas cho quý vị nữa này. Lâu lâu rồi mình thấy có mấy con Adidas mà chất cốt tông kiểu này. Con này thuộc cái nhánh là Adidas Neo nhé. Hôm trước thì cũng vừa bán một cái sản phẩm nó na ná kiểu như này, hôm nay lại về được một con Adidas Neo cũng rất là đẹp luôn. Con này thì trên cái cúc này thì cũng có cái dòng chữ là Adidas hai bên chạy ngược đây nhá. Chúng ta sẽ có đây là mã V27, con này size M. Chiều dài của chiếc này là 71, ngang 43 và vai chiếc này là 40. Quý vị nào chúng ta trong cái khoảng là sành đồ si nghĩ rằng là con này đẹp nhất là trong khoảng quanh 65kg. Quanh 65kg quý vị sẽ mặc vừa cái mẫu này nhá. Một cái mẫu quá là ok luôn. Và nhiều khi là tư vấn nó chỉ là tư vấn thôi. Nhìn thật kỹ cái bảng sàn bên cạnh, quý vị có thể lựa được phù hợp với bản thân mình nhất nhé. Con này quá đẹp của Adidas Neo. Giá con này bằng con Nike lúc nãy là 280k quý vị, 280k đã bao phí ship rồi. Tiếp theo, tiếp tục có một con của Adidas nữa này. Con này thì sạch đồ si cũng không biết nói gì, tại vì con này cũng ngon cơ. Con này cũng ngon và đặc biệt đó là cái chất này, sạch đồ si rất là thích mấy cái chất kiểu như này luôn. Con này thì chất dày dặn quý vị nhá, chất thể thao và dày dặn cò giãn tốt. Đây là mặt đằng sau có cái tag Adidas, đây họ làm bằng cao su quý vị nhá, làm bằng cao su cực kỳ nét luôn. Và cái đoạn này họ cũng làm bằng cao su cũng rất là nét luôn. Con này ở bên dưới nó sẽ như này. Nói chung là đây là một con áo quá đẹp của Adidas và sành đồ si sẽ cung cấp số đo cho quý vị luôn. Đây là mã
B28, con này là size M. Chiều dài chiếc này đó là 46-18, ngang là 47. Giá chiếc này đó là 350k, đã bao gồm phí ship rồi. Con này thì những quý vị nào chúng ta quanh khoảng 65kg thì sẽ mặc vừa nhé. Cúc áo của họ làm, cúc áo họ làm có dòng chữ Adidas trên này. Con này rất là đẹp luôn, quý vị nào chúng ta vừa trong khoảng 65kg thì mua con này đi ạ. Tại vì con này quá đẹp luôn, sợ rằng là với những cái size đẹp như này thì quý vị mua chậm chúng ta sẽ hết. Để cam kết chính hãng cho tất cả quý vị thì đây, còn có cả tag, cả cúc của họ bên trong. Trong trường quý vị chúng ta bị mất, con này quá ngon lành của Adidas luôn không. Tiếp theo, Thành Đồ Di có một con của bếp dành cho quý vị này. Một con của bạn Thành Bếp dành cho quý vị này. Bếp là họ chuyên làm mấy cái dòng kiểu như thế này ấy, quý vị. Con này thì Thành Đồ Si sẽ cho quý vị thông tin nhanh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem một vài chi tiết ở trên này. Quá đẹp luôn, con này quá là xuất sắc và đẹp luôn. Đây là mã B29, con này size M nhé. Chiều dài chiếc này 68, ngang 51 và chiếc này nó 46. Quý vị nào chúng ta trong khoảng là 65kg thì sẽ mặc vừa cái mẫu này nhé. Khoảng 65kg thì quý vị sẽ mặc cực đẹp với cái mẫu này, một trong cái mẫu và quần áo Thành Đồ Si rất thích của thương hiệu Bếp. Giá của con này nó là 300k, đã bao gồm phí ship rồi. Tiếp theo chúng ta có một con của Santa Cruz này, có một con màu giản dị của Santa Cruz. Con này thì phải hiếm lắm Thành Đồ Si mới săn được đấy quý vị, con này của Santa Cruz. Mấy cái dòng này chất chơi ngừa rơi này thì không còn gì để bàn được. Santa Cruz đây cũng là một trong thương hiệu tương đối hiếm gặp, nếu không chơi Đồ Si thì không có tại Việt Nam luôn. Đây là mã B30 nhé, con này size M, chiều dài chiếc này nó 71, ngang 51 và chiếc này 50. 65kg quý vị sẽ mặc đẹp con này. Con này quá xuất sắc luôn. Con này thì đây là mã B30 nhé, 250k cho cái con này, quá rẻ. Đây là đã bao gồm phí ship của 250k cho con này. Con này thì khoảng 65kg quý vị sẽ mặc vừa. Con này của Santa Cruz này nhìn quá chất chơi rồi, rồi đặc biệt còn là cái màu giản dị là cái màu rất là hiếm. Tiếp theo, Thành Đồ Si có một con của Nike dành cho những quý vị nào chúng ta có cái kích thước đặc biệt này. Nói chung là con này thì của Nike này quý vị này, và ở đây là họ làm lưới xong ở mặt bên trong họ có một cái tag Nike thêu như này, rất là đẹp. Ở bên này cũng tương tự như vậy. Mặt đằng sau thì là một cái mặt trơn, chất con này chất thể thao quý vị nhá. Chúng ta sẽ đến con này với các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã V31, chiều dài chiếc này 62, ngang 48 và ngoài là 45. Con này thì hơi đặc biệt một tí. Con này thì dành cho quý vị là chúng ta cao khoảng dưới 1m62. Dưới 1m62 và chúng ta nặng quanh khoảng 60kg thì sẽ mặc rất đẹp với con này nhé. Một trong những con áo Thành Đồ Si nghĩ rằng là cực kỳ đẹp để quý vị chúng ta đưa vào thùng đồ. Đấy, như Thành Đồ Si mặc nhìn xong rồi tự dưng mặc đẹp lên thế này cơ mà, cực kỳ ok. Chúng ta đã qua một vài những chiếc áo phông cũng như polo khác nhau thì cùng nhau chúng ta đến với một con khác của Lacoste. Một con khác sơ mi của Lacoste, con này thì quá là mướt luôn, chỉ cần xem số đo và chốt luôn thôi. Con này thì chất cốt tông quý vị nhé, mặc rất mát luôn và con này đặc biệt rất là đẹp. Trên từng cái cúc áo này thì họ cũng có dòng chữ là Lacoste chạy hai bên như thế này. Con này một chiếc áo size S, mã V32 cũng là size S thì có chiều dài là 61, ngang chiếc này là 47 và 39 nhé. Quý vị nào chúng ta khoảng 60kg thì mặc đẹp. Nói chung là quý vị nào chúng ta phải quanh 60kg thì mặc sẽ đẹp. Con này thì quá là mướt luôn rồi, quý vị nào chúng ta vừa size thì đừng bỏ lỡ con này. Một là còn rất mới, hai là hàng của Lacoste. Con này giá là 450k đã bao gồm phí ship nhé. 450k đã bao gồm phí ship. Quý vị là chúng ta vừa cái mức tiền của mình và chúng ta vừa cái size mình, chốt ngay con này cho em. Con này quá đẹp luôn. Tiếp theo, nói chung là một trong những cái kiểu hiếm thì ví dụ Lacoste thì đã hiếm trong các kiện rồi, nhưng mà có một trong những con mà Thành Đồ Si mở cái con này mà giật mình luôn rồi quý vị. Đó là một con của Adidas, mà Adidas về sơ mi thì gần như siêu hiếm luôn. Siêu hiếm luôn quý vị. Đây, cực hiếm luôn. Con này của Adidas mà mở được sơ mi thì rất là hiếm luôn. Nhưng mà con này lại là một con chính hãng quý vị nhé. Con này lại là một con Adidas chính hãng nhé. Đây, mọi người cứ check tag các thứ ở trong này thì chắc chắn rằng là con này chính hãng. Còn có cả cúc luôn này, cúc luôn này. Một con kiện mở trong kiện hàng Nhật. Quá là vui mừng khi mà Thành Đồ Si có được con này. Và cũng quá là vui mừng nếu quý vị là chúng ta vừa size con này nhé. Đầu tiên Thành Đồ Si sẽ nói thông tin của con này như sau. Nhưng mà vẫn khoe lại cái tag này, tại vì lần đầu tiên Thành Đồ Si mở được một con sơ mi của Adidas luôn đấy. Cực vui. Con này của chúng ta sẽ là một chiếc áo size L nhé. Chiều dài của chiếc này nó là 75, ngang của chiếc này nó là 51 và chiếc này là 50. Quý vị là chúng ta trong khoảng là
Con này thì Sành Đồ Si nghĩ rằng là nếu quý vị thích mặc bó thì trong khoảng là 70kg, thích mặc vừa thì trong khoảng 65-70kg sẽ mặc vừa con này nhá. Giá con này là 450k. Tại vì con này Sành Đồ Si mở được mà cũng rất là vui, vui tận bây giờ luôn. Nên là cũng muốn gửi cái niềm vui cho quý vị là chúng ta vừa con này nhá. Một con áo quá đẹp của Ai Lan luôn. Chốt con này ngay đi quý vị, con này đẹp quá, chốt ngay đi, sợ hết. Tại vì những cái kiện như thế này thì Sành Đồ Si sợ rằng là mọi người chốt muộn thì ta sẽ vắng bóng luôn. Rất là cảm ơn quý vị chúng ta đã xem hết clip này nhá. Mong rằng mọi người xem clip này một cách vui vẻ và chúng ta gửi đến cho nhau những điều tích cực. Sành Đồ Si chốt đơn qua duy nhất Zalo 0377717398. Chúc quý vị là một ngày làm việc nhiều năng lượng và chúng ta sẽ hoàn thành những công việc mà chúng ta mong muốn trong ngày hôm nay. Và nhớ rằng là sau mỗi cuối ngày hãy dành thời gian bên người thân và gia đình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào clip buổi tối ngày hôm nay. Rất là cảm ơn ạ.